Để hoàn thiện một cái hồ thủy sinh như này thì công việc kế tiếp là cắm cây. Cái công đoạn nhàm chán nhất mà không muốn làm cũng phải làm. Nhưng lần này sẽ khác lần trước, thay vì cắm cây trong hồ ngập nước thì hôm nay mình sẽ cắm cây trong tình trạng cạn nước. Mấy bạn muốn cắm kiểu nào cũng được hết á, miễn là cắm cây ghim sâu nhất có thể là được. Như cái chậu này thì bỏ thời gian ra cắm cũng tương đối lâu á nha. Nhưng bù lại khi hoàn thành thì lúc đó mới cảm thấy được thời gian bỏ ra nó rất xứng đáng. Mình cắm xong rồi nhưng do cắm cạn cho nên cây tụi nó nằm xèo queo hết à. Do không đủ rong để cắm cho nên mình cắm chừa ra một khoảng trống ha. Sau này khi mấy cây rong này phát triển mình sẽ cắt đi và cắm lại vào những phần trống này. Giờ mình sẽ đặt cái rổ vào đây và bắt đầu kéo ống nước để bơm vô hồ. Cái rổ nó đóng vai trò cản lực nước lại. Nếu không có nó thì cái hồ của bạn sẽ bị xáo trộn do cái lực nước bơm gây ra. Mà thay thế bằng bịch ni lông hoặc là miếng vải cũng được á. Và bước cuối cùng là chăm thêm vi sinh. Để nước trong hồ luôn trong sạch và không có mùi tanh thì mình sử dụng thêm extra bio. Cứ định kỳ 7-10 ngày chăm lần thôi. Còn cái đàn thì hôm nay ổn hơn rồi. Nhờ ba mình sửa mà nó có thể nhảy được 7 màu, chứ không như hôm bữa nó chỉ có thể nhảy được 2 màu. Bây giờ để nó yên vị tại đây 2 ngày nữa là có thể thả cá rồi đó. Ngày thứ 3 mình quay lại kiểm tra hồ, rong nó bắt đầu dựng lên và nở bung ra hết rồi nè. Cái chùm cây đỏ đỏ này cũng vậy luôn. Còn nước thì nó trong veo luôn. Còn chờ gì nữa, bắt đầu thả cá thôi. Thủ tục cũ thì mình vẫn cho tụi nó quen nước khoảng 30 phút rồi bắt đầu mới thả nó ra. Cái bọn sọc ngựa cánh tiên này khỏe, trâu bò cực kỳ, nhưng mà nó ăn nhiều cũng không kém loại cá nào hết. Ở trong này có con hồi nãy đang cho vô nước cái nó tự bơi ra nè. Thấy cái tốc độ bơi nó khủng khiếp ghê chưa. Sau 30 phút quen nước thì mình sẽ thả tụi nó ra một cách từ từ chậm rãi, càng nhẹ nhàng càng tốt nha. Đây là biểu hiện của tụi nó khi chưa quen hồ. Cái này thì tầm vài tiếng sau là ok à. Như cái này là tụi nó quen hồ được vài tiếng rồi nè. Quẩy quẩy nước là tụi nó tự bu lại à. Và cảnh đẹp nhất của cái hồ này là vào ban đêm. Lúc này thì ngắm sọc ngựa cánh tiên với đèn màu xanh thì nó ảo thật sự. Hiệu ứng này chỉ có buổi tối nó mới lòi ra thôi, chứ buổi sáng có bật đèn xanh hay đèn gì nó cũng không ra màu này đâu. Như trong hồ là sọc ngựa cánh tiên tơ ha. Còn như hai con này là sọc ngựa cánh tiên say cối nè, say ông bà ngoại á. Coi hai cái tay bơi nó khủng khiếp ghê không.